Hello mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Cao Phạm Gaming. Hôm nay mình sẽ làm video về chủ đề là mua siêu xe cho mọi người. Hôm nay mình sẽ mua siêu xe 67.500 tiền sao ở trong game nha. Mình livestream có nhiều bạn và hỏi mình mua xe chưa, tại sao anh không mua xe. Rồi là mình chơi game rồi có nhiều bạn cầm xe ra khè mình, rồi cầm xe ra chọc mình đó mọi người. Hôm nay mình sẽ đi mua xe để mình khè lại các bạn nha. Để xem các bạn xem mình như thế nào này. Mình nói là mình làm. Ok chưa? Ủa, đang mua xe mà đói. Mua xe xong rồi cho ăn nha. Ok, giờ thì mua xe nè. Đi thôi, vào trong này. Mua xe cho bạn bè chứ. Để người ta khỏi chọc mình chứ, đúng không? Vào đây. Hello. Xin chào. Đây là ông này gọi là ông Maria hả? Ông này gọi là ông sẽ hướng dẫn mình đi mua xe, giới thiệu mua xe. Nhưng mình tự đọc được nha mọi người. Ok, chiếc xe đầu tiên là chiếc xe máy, chiếc xe gì đây? Chiếc xe CDK gì đây, màu đen. Có hai màu nè mọi người. 27.000, xe này chở được 2 người với mọi người. Xe đi được 2 người. Tiếp tới là một chiếc xe mô tô này. Chiếc mô tô xanh dương này, xe này nhiều màu, xe này mua bằng kim cương nha mọi người. Sắp tới mình sẽ cày tiền mua chiếc này. Đó. Bây giờ mình mua chiếc siêu xe ô tô trước. Rồi chiếc xe này xe gì đây? Xe ủi hả? Xe thể thao trắng, mua bằng kim cương luôn mọi người ơi. Xe tốc độ 5 chấm. Xe này giống kiểu đi xe đi hút bụi á. Rồi chiếc xe gì đây? Nhìn giống kiểu xe cổ mọi người ha. Xe đồ chơi á. Xe là xe Formula bạc. Đó, nhiều màu nè. Xe mua bằng kim cương mọi người ơi. Ok, xe nhìn giống xe đồ chơi á mọi người, xe đồ chơi á. Rồi bây giờ mình qua đây coi xe này. Xe nhìn sang nè. Là xe mua trần, lên đường cùng bạn bè trên chiếc xe mua 4 chỗ, xe đi được 4 người luôn hả? Cảm giác chở thành nhà giàu hả? 54.000 mọi người ơi. Xe 54.000. Ok, xe đẹp đấy, 4 người luôn. Tiếp tới là chiếc xe này là xe cổ nè. Đó, xe này là xe cổ nè, xe ba bánh. Đây là một chiếc xe thân thiện với môi trường, sử dụng hơi nước để cung cấp năng lượng. Đó, xe đúng chất xe cổ luôn nè. Xe là 540 kim cương luôn hả? Mắc vậy, tốc độ 4 chấm à. Xe này đi kiểu cổ thôi, chứ không có nhanh. Còn xe này coi, xe này giống trò chơi hơn nữa. Xe giống trò chơi hơn nữa nè. Xe này xe mini blue, bon, siêu xe nhỏ. Xe nhỏ đang đến. Xe 54 sao mọi người, xe 54 tiền sao. Ok, đây chiếc xe mình muốn mua đây mọi người. Đây nè. Xe gì Roadster trắng. Một chiếc xe mua trần rất thoải mái và sang trọng, với bộ máy tuyệt vời, 67.500. Hồi nãy mình có mua chiếc xe này, mình có quay video nhưng mà không biết tại sao mình ấn quay video rồi mà tự nhiên lúc mình quay xong á thì ra mà kiểm tra thì là không thấy. Đó, cho nên là giờ mình phải quay lại cho mọi người xem nè. Chứ thực chất là hồi nãy mình mua rồi nha mọi người. Mình mua rồi á, tí nữa mình ra mình chạy cho mọi người coi. Rồi, còn mình qua xem hai chiếc xe kia luôn. Xem hai chiếc xe này luôn nha. Xe là gì? Xe là xe máy. Một chiếc xe nhỏ và dễ thương. Xe này 6.700 thôi, xe rẻ vậy. Tốc độ 4 chấm mọi người ơi. Xe này có nhiều màu nè, màu nào cũng dễ thương hết. Ok. Rồi, qua tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này nhìn kiểu như là chiếc xe xã hội đen á mọi người. Xe của dân xã hội nè. Đó. Coi thử coi. Xe đan cổ điển. Một chiếc ô tô với kiểu dáng cổ điển. Đây không phải là taxi đâu nhỉ. Nhấn mạnh là đây không phải chiếc xe taxi nha mọi người. Đó, xe này mới gọi là xe taxi nè. Ok, như vậy là mình xem sơ qua sơ lược về những chiếc xe xung quanh đây rồi mọi người. Còn một chiếc xe gọi là đỉnh nhất là chiếc xe này. Đó, sau này mình sẽ kiếm tiền mình nạp và mình sẽ mua chiếc xe này nha mọi người. Đó, mọi người ơi, chiếc xe này đứng từ xa để nhìn thôi chứ không cho tới gần mọi người nè. Nhảy vào không được. Đó, nó không cho mình nhảy vào đâu. Nó cho mình rờ vào đâu mọi người, nó sợ xước xe của nó. Ok, mình xem nè. Xe thể thao vàng. Cứ nhìn thân thể chân bóng này, cả con rồi cũng phải bị trừ khỏi nó. Con nó quá không vậy. Xe này là 12.000 kim cương mọi người ơi. Mọi người biết 12.000 kim cương là trị giá bao nhiêu tiền ngoài không? Mọi người có thể comment ở dưới cho mình biết nha. Ok, sau này có tiền mình sẽ mua chiếc này. Đó. Còn bây giờ thì mình sẽ ra mình test thử chiếc xe mới mua này nha mọi người. Đó. Bây giờ mình ra mình gọi bạn thư ký tới, xong mình chở bạn thư ký của mình đi một vòng coi thử như thế nào nha. Test thử coi như thế nào. Đi nào.
Ok, như vậy là ra rồi nha mọi người. Để mình gọi thư ký tới. Gọi thư ký tới nào, thư ký đâu? Gọi đến. Ok, gọi thư ký tới, biết thư ký treo máy không nữa. Ok, đợi nha mọi người, đợi thư ký tới nha. Ok, như vậy là bạn thư ký tới rồi nha mọi người. Đây, thư ký đây, thư ký tới rồi. Ok, như vậy là chiếc xe ra nha. Đây, mình mua chiếc xe rồi nha mọi người. Để mình coi thông tin cho mọi người coi nè. Đó, xe Roadster trắng, một chiếc xe mui trần rất thoải mái và sang trọng với bộ máy tuyệt vời, tốc độ là 5.5 nha mọi người, chạy hơi bị nhanh á. Ok, lên xe thưa. Ok, đi rồi, đi thôi, chạy nhanh không, đi vào nhanh không. Bây giờ mọi người thấy chạy ghê không? Wow, chạy khá là nhanh nha mọi người. Đó, rồi chạy chạy bạn thử đi. Đó, vòng xem cảm giác như thế nào, phê không chạy hết tỉnh ngủ luôn mọi người. Ghê ghê phải không đó, đương né né ra là phải kiểu mọi người đó, chạy luôn nhanh mọi người đó, đi đó, ghê không đi. Đó, nói chung là mưa. Cái chân ui chân ui xe mới mua ụt đen. Ok, để chạy ra biển thử chạy tốc độ như này đâu biển coi, chạy ra coi. Ui ui xuống luôn, khá là ghê, mình đói bụng. tại sao lại là đói bụng lúc này mọi người, tại sao lại đói bụng lúc này thưa ơi. Ui ui xe đun ghê thật đấy chứ, nói chung xe chạy nhanh thật. Chưa, mình từ từ nghĩ ghế thôi nha. Đứng giữa luôn. Quay đầu xe lại. Đó, mọi người thấy đẹp không? Mọi xe đẹp không? Nói chung là đẹp nha mọi người, xe đẹp nha. Nói chung là đáng đồng tiền. Đó, như vậy là mấy bạn mới khen nữa nha. Mấy bạn đừng chọc mình nữa nha. Khen mình khen lại á, chọc mình là mình chọc lại đó. Để chơi giờ có xe rồi nha mọi người. Để mình về nhà mình coi thử, để coi cái kệ để xe này á mọi người, để giá bao nhiêu tiền á, rồi sau này để mình dùng tiền mua luôn. Để chút nha. Ok, về nhà rồi, để xe nha mọi người, xem cái kệ giá sau này mình sẽ mua cái kệ giá để xe đó, mình để xe lên cho đẹp. Đây là nội thất, cửa hàng nội thất. Đâu ta, nó nằm đâu ta, để mình tìm coi thử. Đây rồi mọi người, nó nằm ở kệ trưng bày, mọi người kéo xuống như là thấy này. Đây, cái này gọi là kệ trưng bày xe máy nè. Đó, trị giá là 89 kim cương. Còn cái này kiểu đây, kệ trưng bày ô tô. Đó, mình sẽ dùng kim cương, mình mua cái này về mình trưng ở nhà cho đẹp nha mọi người. Đó, trị giá là 168 kim cương mọi người ơi. Đó, để ô tô lên là được, nó xoay vòng tròn vậy á. Nhìn ngầu mọi người ơi, nhìn sang đúng không? Rồi, giờ mình chạy ra ngoài trước nhà mọi người, mấy cái con đường trước nhà, rồi mình chạy vài vòng cho mọi người xem nha. Đường của nó mượt hơn mọi người ơi, đường nó rộng và dài hơn. Còn đường ở ngoài phố này, chỗ nãy chỗ Balaya gì đó, đâu rồi đó, chỗ Balaya, chỗ đó đông với lại chật hẹp của mọi người, chạy nó không có thoải mái. Giờ chạy đây nè, đường này chạy mới sướng nè, đi nha. Ok, chạy ra trước nhà, lên xe, nổ máy. Đây rồi, đây có cua, ghê không, mượt không, phát này, đó, bao cua liền, chạy đúng làn đường mọi người, chạy đúng làn đường phải nha, ok chưa, ở đây là trạm xăng mọi người, phải trạm xăng hả, phải trạm xăng mọi người, đây có chiếc xe này, hai chiếc xe này, ok, đổ đầy bình xăng cho xe đây, xe mới, đổ đầy bình xăng nha, xin chào, đây là trạm xăng PT, tiếng gì đó, tiếng Anh là xe test gì đó, ở đây. Đổ đầy bình xăng đi bạn, quất mình đầy bình xăng nha. Ok chưa, đầy bình xăng cho mình đi. Rồi quất, chạy. Mượt mà chưa. Đó, để tới chỗ kẹt tiền mọi người ơi, chỗ kẹt tiền này. Đó, chỗ kẹt tiền đó, mọi người kẹt tiền đó. Ok, tốc độ chạy hơi nhanh nha mọi người. Để với lại đua với chiếc xe vết bớt này thôi, quay nhanh hơn. Đó, sẽ bớt nhiều cửa, sẽ bớt nhiều cửa nè, không? Lách nhẹ này, lách nhẹ này, có
Đây đít này. Đây đít này. À, ghê không? Mượt không? Mượt. Ui, xém tại này mọi người, xém tại này. Mọi người khuyến khích mọi người không được phóng nhanh vượt ẩu nha mọi người. Khuyến khích mọi người không được phóng nhanh vượt ẩu nha. Nguy hiểm quá. Một pha nó xử lý nhanh là nguy hiểm rồi. Ghê không? Đó, mình chạy xe xử lý đỉnh mọi người. Quá đỉnh. Ok. Rồi, ok được rồi. Dừng lại chỗ này đi, đậu xe. Nhà chưa có chỗ đậu, chưa có tiền mua chỗ đậu nên đậu tạm đây mọi người. Đậu tạm đây nha. Ok. Như vậy là mình đã hoàn thành video mua siêu xe rồi nha mọi người. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Giúp mình sớm đạt 10.000 người đăng ký nha mọi người. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.